quý vị đã quay trở lại với bản tin 12h30 trưa của Vietnam Top News. Giang Thái sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin trưa nay, ngày 2 tháng 11 năm 2020. Ngay bây giờ, chúng ta cùng điểm qua những tin tức chính trong ngày hôm nay. Bão Goni đã vào Biển Đông, thành bão số 10 mạnh cấp 9, giật cấp 12. Xác định được danh tính thêm 3 nạn nhân tìm thấy tại Rào Trăng 3. Thêm 3 đối tượng trong vụ vận chuyển 51kg vàng ra đầu thú. Ấn Độ, bác sĩ bị lừa 93.000 USD mua đèn thần của Aladdin. Thổ Nhĩ Kỳ, người đàn ông sống sót sau 33 tiếng bị động đất chôn vùi. Chúng ta cùng đến với những thông tin cập nhật trong nước. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng nay, ngày 2 tháng 11, vị trí tâm bão số 10, tên quốc tế là bão Goni, ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc, 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 180 km tính từ tâm bão. Tình hình bão số 10 di chuyển rất phức tạp. Quý vị hãy theo dõi bản tin Vietnam Top News để liên tục chúng tôi cập nhật tin tức nhanh chóng và chính xác nhất. Bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4 giờ ngày 3 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 340 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, 60-90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 310 km, cách Quảng Ngãi và Bình Định khoảng 240 km, cách Phú Yên khoảng 260 km. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 12. Ngày 1 tháng 11, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng tiếp tục công bố danh tính 3 nạn nhân tử vong đã được tìm thấy thi thể tại hiện trường sạt lở thuộc thủy điện Rào Trăng 3. Như vậy, hiện danh tính 5 nạn nhân tử vong do sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế đã được xác định. Đó là các nạn nhân Nguyễn Vũ Đăng Khoa, trú phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, Nguyễn Bá Tuyến, sinh năm 1989, trú xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trương Đình Nội, sinh năm 1986, trú xã Hồ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Thi thể 3 nạn nhân vừa được xác định danh tính này đã được bàn giao cho gia đình tổ chức lo hậu sự. Trước đó, hai nạn nhân được xác định danh tính và bàn giao gia đình lo hậu sự là anh Trần Văn Lộc, sinh năm 1995, trú xã Nam Nung, huyện Róc Nô, tỉnh Đắk Nông, và Đặng Hữu Phong, sinh năm 1994, trú huyện Xuân Hòa, Do An, Do Linh, Quảng Trị. Đến ngày 31 tháng 10, qua 20 ngày tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 12 người trong tổng số 17 nạn nhân bị mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Trong ngày 31 tháng 10, do mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Thừa Thiên Huế, để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã tạm thời dừng tìm kiếm, rút từ thủy điện Rào Trăng 3 về khu trú tránh mưa lũ thuộc thủy điện Rào Trăng 4. Ngày 1 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, công an phường này đang phát thông báo tìm chủ nhân của đôi bông tai bằng vàng bỏ quên, được người dân tìm thấy trong đội cứu trợ để trả lại. Trước đó, nhiều người dân khác cũng trình báo phát hiện số tiền lớn, vàng, đồ quý bỏ quên trong quần áo cứu trợ. Trước đó, chị Lê Thị Thủy, trú tại phường Kỳ Thịnh, cùng một số chị em khác phân loại quần áo do các đoàn thiện nguyện gửi về để phát cho người dân, thì phát hiện một hộp đựng vàng trong chiếc túi quần jean cũ. Bên trong chiếc hộp là một cặp bông tai bằng vàng còn mới khoảng 2 chỉ. Ngay sau đó, chị Thủy đã báo về chính quyền địa phương để tìm và trả lại số vàng bỏ quên cho chủ nhân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, hai hộ dân trong xã này cũng đã trình báo nhờ chính quyền xã hỗ trợ tìm kiếm người để quên vàng và một số giấy tờ tùy thân nằm trong số quần áo cũ được tặng từ các đoàn cứu trợ. Theo đó, sáng ngày 31 tháng 10, ông Nguyễn Xuân Lam, 55 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên,
Khi lấy số quần áo cũ được đoàn cứu trợ ra sử dụng thì phát hiện một chỉ vàng, một vòng bạc và một chứng minh nhân dân mang tên Tạ Thị Nhung, quê Thanh Hóa. Ngay sau đó, ông Lam đã đưa số tài sản này lên trình báo chính quyền địa phương để tìm người trả lại. Sau khi đăng tải thông tin tìm kiếm, chủ nhân của số nhẫn vàng này tại Thanh Hóa đã gọi điện về xác minh và xin nhận lại. Trước đó, anh Đào Xuân Minh, 24 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ, lấy quần áo cũ được một đoàn cứu trợ trao tặng ra sử dụng, cũng đã phát hiện hai chỉ vàng gói kém cẩn thận để trong chiếc túi áo cũ. Ngay lập tức, anh Minh cũng đã trình báo đến chính quyền địa phương để phát thông báo tìm người trả lại. Liên quan đến vụ vận chuyển 51kg kim loại lạ qua biên giới, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình điều tra, ba đối tượng liên quan đến vụ án đã ra đầu thú. Theo kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, 51kg kim loại màu vàng vận chuyển qua biên giới bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 10 là vàng 4 số 9, không lẫn tạp chất. Trưa ngày 30 tháng 10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới thì phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc, các đối tượng cặp xuồng máy vào bờ rồi khuân vác các bao tải và bọc ni lông màu đen lên bờ. Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng liền chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát. Lực lượng công an đã kịp thời bắt Trần Văn Hải, 49 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, cùng hai bao tải và một bọc ni lông màu đen. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong có chứa 51kg vàng. Trong quá trình điều tra, ba đối tượng liên quan đến vụ án đã đến công an đầu thú. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, bị can để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Ngay sau đây, Giang Thái xin mời quý vị cùng cập nhật thông tin trên thế giới. Người dân các nước châu Âu như Thụy Sĩ, Tây Ban Nha đã bắt đầu xuống đường biểu tình phản đối biện pháp hạn chế ngăn Covid-19 bất chấp ca nhiễm tăng vọt. Một phần là vì áp lực kinh tế trong bối cảnh tình trạng dịch bệnh kéo dài, phần khác là vì người dân dường như không còn tin vào chính sách và phương pháp ngăn chặn dịch bệnh từ chính phủ. Toàn cầu ghi nhận 46.593.163 ca nhiễm và 1.202.895 ca tử vong do Covid-19, tăng lần lượt 244.305 và 3.497 ca sau 24 giờ, trong khi 33.603.481 người đã bình phục. Châu Âu đang là tâm Covid-19 của thế giới khi ghi nhận 10.082.006 ca nhiễm và 266.822 ca tử vong do Covid-19. Hàng loạt quốc gia châu Âu đã áp phong tỏa cùng các biện pháp hạn chế quyết liệt hơn chống dịch, khiến nhiều người đổ xuống đường phản đối. Tây Ban Nha chưa công bố số liệu mới, hiện vẫn ghi nhận 1.264.517 ca nhiễm và 35.878 ca tử vong. Việc gia hạn các biện pháp hạn chế đã khiến người dân khắp Tây Ban Nha đổ xuống đường biểu tình phản đối, trong đó nhiều cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực. Thụy Sĩ, một trong những quốc gia đang chứng kiến đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất châu Âu, hiện ghi nhận 154.251 ca nhiễm và 2.298 ca tử vong. Chính phủ Thụy Sĩ tuần này đã công bố loạt biện pháp nghiêm ngặt mới nhằm ngăn chặn đại dịch, trong đó có yêu cầu đeo khẩu trang. Người dân Thụy Sĩ cuối tuần qua kéo xuống đường biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế mới, trong khi các nhân viên y tế nước này cũng yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn. Thưa quý vị, Tổng thống Trump khởi động chiến dịch tranh cử nước rút kéo dài 2 ngày với 10 cuộc meeting tại các bang chiến trường khi ông Biden dẫn trước trong nhiều cuộc khảo sát. Ông Trump tổ chức các cuộc meeting tại Michigan, Iowa, Bắc Carolina, Georgia và Florida ngày 1 tháng 11. Chiến dịch tranh cử của Trump lên kế hoạch tổ chức sự kiện ở Bắc Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan trong hôm nay, ngày 2 tháng 11. Kết quả một số cuộc khảo sát cho thấy, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước ông Trump trong nhiều tháng qua khi cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng do Covid-19 gây ra vẫn tiếp diễn. Khảo sát ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 cho biết, Biden dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ 51%, còn Trump là 43%. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ ông Trump bám sát ông Biden tại các bang chiến trường đủ để Tổng thống Mỹ giành được 270 phiếu đại cử tri cần thiết cho chiến thắng và tiếp tục nhiệm kỳ 2. Các cuộc thăm dò của Reuters cho thấy, cuộc đua vẫn chưa phân định thắng bại ở các bang Florida, Bắc Carolina và Arizona. Ông Biden, người đưa cách đối phó Covid-19 của Trump thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử, tổ chức buổi vận động tại Pennsylvania ngày 1 tháng 1, một bang có thể quyết định người chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ.
Ông Trump tổ chức 10 cuộc meeting ngày 1 đến ngày 2 tháng 11, khiến giai đoạn này trở thành thời điểm bận rộn nhất của chiến dịch tranh cử. Trump đặt mục tiêu tạo ra đủ động lực để thúc đẩy lượng cử tri ủng hộ áp đảo đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử 3 tháng 11. Thưa quý vị, hôm 1 tháng 11, hai người đàn ông Ấn Độ bị bắt vì lừa một bác sĩ mua đèn thần của Aladdin với giá 93.000 USD. Thậm chí, một người còn giả mạo là thần đèn. Được biết, trước đó những người đàn ông này cũng lừa nhiều gia đình khác theo cách tương tự. Tổng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo lên đến vài triệu rupee. Mới đây, bác sĩ Claire Khan tới trình báo cảnh sát bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, sau khi phát hiện mình đã mua chiếc đèn thần của Aladdin từ hai người đàn ông, nhưng chiếc đèn không có bất cứ sức mạnh ma thuật nào như trong truyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần. Đơn khiếu nại của bác sĩ Khan cho biết, một trong hai người đàn ông giả vờ làm nhà giả kim và khiến thần đèn xuất hiện. Khi Khan hỏi liệu có thể chạm vào đèn thần hay mang chiếc đèn về nhà hay không, những người này từ chối và nói điều đó có thể gây hại cho anh. Hai kẻ lừa đảo sau đó bán đèn thần của Aladdin cho Khan và khẳng định món đồ sẽ mang lại cho bác sĩ này sức khỏe, sự giàu có và may mắn. Khan sau đó nhận ra thần đèn do một trong hai kẻ lừa đảo cải trang. Vụ gian lận đạt tới thỏa thuận trị giá cao hơn, bác sĩ Khan trả khoảng 7 triệu rupee, 93.000 USD. Hiện, hai kẻ lừa đảo bị bắt hôm 29 tháng 10, con vợ của một trong hai người này cũng tham gia vụ lừa đảo và đang bỏ trốn. Một người đàn ông được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà sập trong trận động đất ngoài khơi biển Aegean sau 33 tiếng bị chôn vùi. Được biết, người đàn ông này là Ahmed Sitim, 70 tuổi, được đưa ra khỏi đống đổ nát của Riza Bay, một trong 20 tòa nhà bị sập trong trận động đất hôm 30 tháng 10. Trận động đất hôm 30 tháng 10 khiến 51 người thiệt mạng, bao gồm 49 người ở thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ và 2 người trên đảo Samos của Hy Lạp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 885 người nước này bị thương, 15 người đang nguy kịch. Trong khi đó, 20 tòa nhà bị sập do không có khả năng chống động đất nằm ở quận Bayraklı của Izmir, nơi đang trong quá trình chuyển đổi đô thị. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên các đường đứt gãy và hứng chịu nhiều trận động đất. Hai trận động đất mạnh nhất năm 1999 khiến 18.000 người ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Dưới căng thẳng vì tranh chấp chính quyền khai thác khí đốt ở khu vực Đông Địa Trung Hải, nhưng trận động đất khiến Athens và Ankara xích lại gần nhau khi lãnh đạo hai nước cam kết hỗ trợ lẫn nhau. Hai nước láng giềng thể hiện tình đoàn kết trong lúc khó khăn còn quý hơn nhiều điều khác trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 12:30 của Vietnam Top News xin phép được khép lại. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 6 giờ, 12:30 và 18 giờ tối hàng ngày. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn thông tin uy tín hàng đầu thì đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của chương trình nhé. Giang Thái kính chúc quý vị sẽ có một buổi chiều thật nhiều năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 18 giờ tối nay.